Chọn tuổi xây nhà, ngày tháng làm nhà năm 2020 theo Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lời đầu tiên, Phong Thủy May Mắn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị và các bạn đang theo dõi video này. Thời gian vừa qua được sự tư vấn tận tình của các chuyên gia phong thủy về việc xây dựng, tu tạo, sửa chữa nhà cửa. Phong Thủy May Mắn cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến muốn Phong Thủy May Mắn đưa ra những video đào tạo phong thủy ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều người thắc mắc về những điều kiêng kỵ khi xây nhà mới, sửa chữa hay là tu tạo. Mặc dù ai cũng biết khi xây nhà cần tránh các yếu tố ngũ hoàng nhị hắc thái tuế, tuế phá, tam sát, mậu kỷ đô thiên sát, mậu long biến vận sát. Ngoài ra còn xét xem tuổi động thổ có hợp hay không. Những kiến thức ở trên đã có rất nhiều ở trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Phong Thủy May Mắn nhận được rất nhiều phản hồi thắc mắc về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Nó có ảnh hưởng thế nào trong việc xây nhà và cách tính Mậu Kỷ Đô Thiên Sát ra sao? Nhận được phản hồi và góp ý của các bạn, Phong Thủy May Mắn cảm thấy rất vui mừng. Trong thời gian qua, Phong Thủy May Mắn đã liên hệ với một thầy phong thủy nổi tiếng ở Hà Nội và được thầy chia sẻ về cách tính Mậu Kỷ Đô Thiên Sát và ứng dụng của nó trong việc động thổ xây nhà. Cảm ơn thầy đã cho đi những kiến thức tuyệt vời này. Quý anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những kiến thức phong thủy từ những chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của bạn. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Trong 12 tháng của một năm sẽ có 2 tháng mang can Mậu Kỷ, chữ nào trùng với 2 tháng đó là Mậu Kỷ Đô Thiên. Cách tính Mậu Kỷ Đô Thiên như sau: xem xét thái tuế của năm mang can gì rồi kiểm sử dụng ngũ hổ độn bấm xuôi để mậu kỷ thì dừng lại, đó chính là mậu kỷ đô thiên. Như vậy ta có bảng tính mậu kỷ đô thiên sát như sau: ở giáp kỷ tại bính dần ta có thìn tốn tỵ, ở ất canh tại mậu dần ta có dần giáp mão, ở bính tân tại canh dần ta có tuất càn hợi, ở đinh nhâm tại nhâm dần ta có thân canh mùi, ở mậu quý tại giáp dần ta có ngọ đinh mùi. Ví dụ, xem xét hướng nào bị phạm mậu kỷ đô thiên sát theo từng năm. Năm 2019 kỷ hợi sử dụng ngũ hổ độn bấm từ bính dần, đinh mão, mậu thìn, kỷ tỵ, tốn bị kẹp bởi thìn và tỵ nên ba sơn thìn tốn tỵ phạm mậu kỷ đô thiên. Năm 2020 canh tí sử dụng ngũ hổ độn bấm từ mậu dần kỷ mão, giáp bị kẹp bởi dần và mão nên phạm mậu kỷ đô thiên. Năm 2021 tân sửu sử dụng ngũ hổ độn bấm từ canh dần tân mão nhâm thìn quý tỵ, giáp ngọ ất mùi, bính thân đinh dậu, mậu tuất kỷ hợi. Ta thấy càn bị kẹp bởi tuất và hợi nên ba sơn tuất càn hợi tây bắc phạm mậu kỷ đô thiên. Ví dụ khi chọn ngày giờ theo mậu kỷ đô thiên, năm giáp thì phương thìn tỵ có mậu kỷ đô thiên. Thấy tháng mậu kỷ ở phương nào thì phương ấy kỵ tu sửa nhưng lại không kỵ động thổ xây mới, với điều kiện là không phải cơi nới từ mảnh đất đang sinh sống, nghĩa là không kỵ khai sơn. Mậu kỷ đô thiên cũng có thể chế hóa được nhưng phải chế hóa đúng phép. Để hóa giải mậu kỷ đô thiên ta dùng tam kỳ quý nhân để hóa. Khi mậu kỷ bay tới cung thổ là thổ sát thì dùng can giáp ất chế đi. Bay tới cung kim là kim sát nên lấy hỏa của can bính đinh chế đi. Khi bay tới cung thủy là thủy sát nên lấy thổ của mậu kỷ chế đi. Khi bay tới cung mộc thì dùng kim của canh tân chế đi. Ví dụ đại sư Thu Thiên sư sửa tháp Thạch Long Văn, tháp ấy ở phương dậu tọa canh kim thân, dùng năm đinh tỵ tháng ất tỵ ngày bính thân giờ bính thân, dự đoán rằng sẽ có phát đỗ đạt to liên tục sau một kỷ là 12 năm. Có kẻ hỏi rằng mậu kỷ đại sát tới dậu tu sửa sợ không lợi. Đại sư đáp mậu kỷ tuy ở dậu
mừng được tuế quý tới phương, mà trong khóa đó có tam kỳ quý nhân tới Dậu, đó là cách quý, sửa cung, tất nghiệp. Hoặc lại nói, sao không phát ngay mà phải đợi tới một kỳ nữa? Sư đáp, nhà tuyển trạch đời nay động làm là lấy mậu kỷ thổ, là dùng mậu chế. Do họ không biết mậu kỷ ra vào mão thì là mộc, do họ không biết mậu kỷ ra vào mão thì là mộc ra, lên ngọ mùi thì hỏa. Trường hợp này mậu kỷ ra lên Dậu nên là kim sát, phải dùng hóa bính tinh để chế nó đi. Đó cũng là quý nhân nên bị chế lấy, nên phát chậm. Tới 12 năm sau, tức là năm Mậu Thìn, khoa thi năm đó phát hai người đỗ thủ khoa, một về văn chương, một về võ. Tới năm Kỷ Tỵ, phát võ liên tiếp, đó là nghiệm về chế sát tu phương. Kẻ ngu này xem xét kỹ khóa thể đó, xét thấy Thìn hợp với Dậu, hợp động quý nhân, Mậu Thổ lại sinh Dậu, kim tức quý nhân được sinh vậy. Tới năm Kỷ Tỵ nên Dậu và Tỵ tam hợp, và lại Dậu thất xích kim quản sự ở Hạ Nguyên, quý nhân được nhân vượng, sao lại không phát? Khí của tháp là Trung Nguyên, Lục Bạch chủ sự, đó là khí vận nên không thể không xét. Lý Thị nói, Mậu Kỷ chiêm phương thì dùng niên gia nạp âm để khắc Mậu Kỷ phương nạp âm, nhưng việc sửa nhỏ thì dùng được, việc sửa lớn thì không nên, tam sát phương cũng không nên phạm, nhưng có chế thì sửa được. Mậu Kỷ đô thiên là một trong năm thế sát lớn cần phải kiêng kỵ khi xây dựng nhà cửa hoặc tu tạo sửa chữa. Vừa rồi quý vị và các bạn đã biết được cách tính Mậu Kỷ đô thiên, cách chọn ngày giờ theo Mậu Kỷ đô thiên, cách chế hóa Mậu Kỷ đô thiên về việc xây nhà, cách chế hóa Mậu Kỷ đô thiên để việc xây nhà cửa được cát lành hơn. Phong thủy may mắn cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ chương trình suốt thời gian qua. Để phong thủy may mắn có thể làm tốt hơn và mang tới quý vị và các bạn những kiến thức bổ ích hơn, rất mong được sự góp ý của quý vị và các bạn. Vì vậy, quý vị đừng ngần ngại, hãy đưa ra quan điểm của mình trong khung bình luận để giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.